Tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang vừa có buổi làm việc với Chủ tịch Tập đoàn Kinh tế Phú Cường về công tác phối hợp truyền thông triển khai gói an sinh xã hội do Phú Cường tài trợ trong chương trình chung tay vì người nghèo trên sóng phát thanh và truyền hình Kiên Giang. Tại buổi làm việc, ông Lê Văn Chuyển, giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang thay mặt ekip thực hiện chương trình đã bày tỏ cảm ơn đến công ty cổ phần đầu tư Phú Cường Kiên Giang và cá nhân ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch Tập đoàn Phú Cường đã trao gói an sinh xã hội trị giá 5 tỷ đồng, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn của tỉnh Kiên Giang. Sự đồng hành của công ty cổ phần đầu tư Phú Cường đã góp phần nâng cao hiệu quả chương trình chung tay vì người nghèo do đài thực hiện. Đặc biệt, sự chung tay của tập đoàn lớn như Phú Cường đã khẳng định vị thế mới của đài phát thanh và truyền hình Kiên Giang trong công tác truyền thông kết hợp kêu gọi sự ủng hộ của các doanh nghiệp, các nhà mạnh thường quân cùng chung tay chăm lo cho người nghèo. Ông Nguyễn Việt Cường, chủ tịch tập đoàn Phú Cường cho biết, hàng năm các công ty thành viên trong hệ thống tập đoàn đều dành khoảng 20 tỷ đồng để tổ chức các đợt trao tặng quà cho người nghèo. Riêng năm 2021, mặc dù ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng các đơn vị thành viên của tập đoàn vẫn đóng góp cho các địa phương trong tỉnh Kiên Giang hơn 15 tỷ đồng mua thiết bị y tế, xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn và hỗ trợ người nghèo, lao động khó khăn. Chủ tịch tập đoàn Phú Cường ông Nguyễn Diệt Cường khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang thực hiện các gói an sinh xã hội, không chỉ trong chương trình chung tay vì người nghèo mà trong các sự kiện khác do đài thực hiện. Trước mắt sẽ hỗ trợ để đài tổ chức kỷ niệm 45 năm thành lập 2 tháng 9 năm 1977, 2 tháng 9 năm 2022.